Thùy Vân thân ái kính chào tất cả quý vị đang xem đài Việt Mỹ Television. Ngày hôm nay trong chương trình Tâm tình nghệ sĩ, Thùy Vân được tiếp chuyện với một nữ ca sĩ cũng rất là đa tài xinh đẹp. Cô cũng đã từng được giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới. Thùy Vân xin kính mời quý vị cùng chào đón buổi trò chuyện của Thùy Vân và ca sĩ Tuyết Nhi. Chào em. Tuyết Nhi xin thân ái mến chào tất cả quý vị của đài Việt Mỹ. Tuyết Nhi mến chào Thùy Vân. Ngày hôm nay Tuyết Nhi lên trên đài để có một buổi trò chuyện về một cái sản phẩm âm nhạc mới của cô. Nhưng mà khoan hẳn nói đến những điều này, thì Vân muốn Tuyết Nhi chia sẻ một ít về mình, bởi vì đây là lần đầu tiên Tuyết Nhi đến với lại quý khán thính giả của Việt Mỹ Television. Thì em đã bước vào trong cái lĩnh vực âm nhạc này từ lúc nào và bởi một cái cơ duyên gì? Em bước vào ca hát là cũng là rất là lâu, là khoảng là em nghĩ khoảng gần cả 10 năm đó chị. Lý do là chị Tâm Đoan là người đưa em vào nghề ca hát. Rồi lúc đầu khi em hát như vậy là em hát qua trung tâm nào hay là đi thi một cái cuộc thi gì? Lúc đầu tiên là chị Tâm Đoan giới thiệu cho em hát cho trung tâm tình. Đầu tiên là cái cuốn đầu tiên em quay là em hát cho trung tâm tình, đó là chị Đoan giới thiệu. Em nghĩ là cũng khoảng cả 10 năm trước. Rồi trong cuốn gia tình đó là em đã hát nhạc phẩm gì và em đi theo cái xu hướng âm nhạc theo cái loại hình nào? Em là đầu tiên là em chọn nhạc quê hương luôn chị. Hồi xưa giờ là thì chất giọng của em thì hợp với quê hương, với dân ca. Và trong cái cuốn đầu tiên là em có cái kỷ niệm gì mà em đáng nhớ nhất em có thể chia sẻ với quý vị khi mà coi cuốn tình đó? Cái cuốn đầu tiên là em quay song ca với anh nam ca sĩ Duy Trường. Là hồi xưa là hình như lúc đó hình như em nghĩ Hy còn là tên là Quốc Dũng á chị Thùy Vân. Đúng rồi. Cái đó đó. Thì em nhớ là giống như là lúc đó em còn đi học. Thì chị Tâm Đoan giới thiệu cho em thì em cứ giới thiệu cho nó và giống như vài tháng nữa thì sẽ qua bay qua Cali để quay cho trung tâm tình. Thì lúc đó mình còn đi học còn nhỏ mà nôn nao lắm, cứ trong bụng không biết tới chừng nào đi qua này nọ. Thì lúc đi qua đầu tiên thì em cũng không có biết ai bên Cali hết. Thì em ở khách sạn thì cũng rất là vui, là mấy anh chị ở trong trung tâm, rồi anh Dũng, anh chủ trung tâm tình chở đi chơi vòng vòng cho biết Cali. Vậy thì em từ đâu mà em lại qua tới Cali? Em, gia đình em ở Kansas. Và khi mà em qua, em quay cuốn đó rồi bây giờ em định cư ở đây luôn rồi là được bao lâu rồi? Thì lúc cái cuốn đó là 10 năm trước rồi, cái em lúc đó em vẫn về lại Kansas em đi học. Tại lúc đó em còn học high school. Em đi học xong rồi em hình như lúc đó nghỉ học luôn để bay qua đi quay á. Đi theo tiếng gọi của âm nhạc. Rồi thì em không đi học nữa, em sang đây và em đã vào các cái trung tâm khác hay là có làm những cái sinh hoạt văn nghệ như thế nào, chia sẻ với quý vị. Em nghĩ em qua đây chắc cũng khoảng 7-8 năm thôi. Thì em có hát cộng tác với trung tâm Johnny Dũng, là lúc đó anh Johnny Dũng ở trung tâm thì đúng em rồi, có về... chị cũng có từng quay cho Johnny Dũng. Em về Việt Nam em quay khoảng 5-6 cuốn gì là MTV. Rồi sau đó thì em có hát cho anh có Blue Ocean luôn. Blue Ocean hát có một hai cuốn rồi xong rồi hát cho anh bên anh Đỗ Thanh Entertainment. Đỗ Thanh thì hát rất là lâu. Rồi bây giờ em hát cho anh Minh Chánh. Chứ em có thi giọng ca vàng hả? Của Asia đúng không? Và em đã được cái giải gì trong cái cuộc thi không đó? Không có được giải nhưng mà chỉ được trong cái top 10. Top 10 như vậy là trong lần đầu tiên em bước vào thị trường âm nhạc, nhất là ở quận Cam này thì em biết là rất là nhiều competition mà em vào được top 10 của một trung tâm lớn là trung tâm Asia. Đó là một cái niềm khích lệ rất là lớn. Thì khi mà em dự cuộc thi như vậy thì em có thể em chia sẻ với quý vị là những cái kinh nghiệm em gặt hái được cũng như là sau cái cuộc thi đó em nhận ra được những cái gì giúp ích cho cái con đường ca hát của mình. Thì em nghĩ cũng em học rất là nhiều khi mà mình đi thi. Em thích giống như là mình thích challenge. Thích giống như là có người này người kia thì em không có buồn, giống như khi mà em thi em cứ nghĩ là ok, cái này giống như là cuộc chơi, mình thắng thua không quan trọng.
thắng chính bản thân mình. Dạ, thì vô đó thì có rất, bạn nào hát cũng hay chân chị Thùy Vân. Khi mà được vô top 10 thì là người nào hát cũng hay. Nhưng mà em nghĩ là ở trong trung tâm thì em nghĩ là nhiều khi ngay cái lúc đó người ta cần một cái chất giọng về nhạc gì thì nhiều khi mình không có được thì cũng không có sao. Nhưng mà đó là một cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm cũng như là một cái nấc thang để cho em có một cái sức mạnh để em và kinh nghiệm để em bước sâu hơn trong cái thị trường âm nhạc, đúng không nào? Dạ. Và em đã cho ra đời được một cái CD nào chưa? Em mới có ra cái đầu tiên á chị. Ok. Cái đầu tiên của em là chủ đề là Em Gái Quê. Thùy Vân có trên tay, kính thưa quý vị, Em Gái Quê của Tuyết Nhi. Đây là một cái CD mới trình làng mà cô em gái này muốn gửi đến quý vị trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Nếu mà quý vị yêu thích tiếng hát của nữ ca sĩ Tuyết Nhi cũng như là yêu thích dòng nhạc quê hương thì quý vị hãy inbox cho Tuyết Nhi để quý vị có cái CD này, bởi vì Thùy Vân biết là chắc là em chưa có dự định ra mắt CD, đúng không? Yeah. Thùy Vân nói sơ cho quý vị những cái nhạc phẩm ở trong đây để cho quý vị biết nhé. Bài đầu là bài Áo Mới Cà Mau này, rồi bài Bà Năm, Bậu Nhớ Người Thương, Buồn Hát Lý Chờ Mong, Canh Còng Rau Đắng, Em Đi Trên Cỏ Non, Em Gái Quê Hương Tóc Mạ Non, Du Lại Câu Hò, Thương Nhớ Người Dưng, Trách Ai Vô Tình. Đây là những cái bài hát thì Vân phải công nhận rằng là của rất là nhiều nhạc sĩ tên tuổi. Và đây cũng là bài hát đưa rất là nhiều giọng ca lên gần với quý vị. Tuy nhiên là Thuyết Nhi là một người em gái mới, một ca sĩ mới, cho nên cũng rất là cần sự yêu thương của quý vị để chào đón trên con đường ca hát. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì quý vị hãy inbox để có ủng hộ cái CD này cho Thuyết Nhi. Thuyết Nhi, em có thể chia sẻ với quý vị là muốn mua cái CD này hoặc là muốn mời em đi show thì liên lạc qua cái email hay là cái Facebook hay cái gì? Dạ, nếu mà quý vị có muốn mua CD này của Tuyết Nhi thì quý vị, Tuyết Nhi có Facebook, thì Facebook của Tuyết Nhi đó là Tuyết Nhi Nguyễn, và hoặc là quý vị có thể email cho Tuyết Nhi là yenly333@yahoo.com. Chị cũng chúc mừng em. Đây là cái CD Thùy Vân thấy rằng là với những cái lời cảm ơn rất là nhiều, không biết cảm ơn ai hết, chưa có kịp đọc. Nhưng mà cái áo dài thì Thùy Vân rất là thích, bởi vì nó có những cái màu, đây là hai cái màu mà Thùy Vân thích nhất. Đó là màu đỏ với màu xanh dương. Và cái áo dài design rất là đẹp. Khi mà em thực hiện cái CD này đã mất bao nhiêu lâu, và em chia sẻ với quý vị những cái bài hát mà em lựa chọn nó có một cái ý nghĩa gì chăng, hay là những cái buồn vui khi em thực hiện cái CD này? Cái CD này là em giống như là ấp ủ rất là lâu. Em cứ có nên làm hay không, không làm, cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Mà em hát thì em nghĩ là em có thể dồn lại được hai cái rồi chị. Mà cái em định là lúc đầu em định ra là cái chủ đề giống như là một phần nữa là coi như 5 bài quê hương, 5 bài dân ca. Rồi xong rồi em suy nghĩ tới suy nghĩ lui, em nghĩ là ok, bây giờ lấy gom lại hết là những bài dân ca không? Cái này là tổng cộng là những bài hát dân ca của em. Thì em thì hồi xưa ở Việt Nam thì ở miền Tây, cho nên ở quê chị, cho nên nhiều khi em giống như mấy cái bài hát dân ca giống như đi sâu trong lòng của em. Cho nên em thích những cái bài hát đó, thích được bận áo dài, thích được bận áo bà ba. Thú thật thì Thùy Vân á là chuyên cho chị nhạc kích động, nhạc trẻ, nhạc sexy. Mà Thùy Vân cũng rất là thích mặc áo dài, và Thùy Vân cũng thích nghe nhạc quê hương lắm. Nhưng mà mỗi một người thì ông tổ nghiệp trời cho một cái khiếu cũng như là một cái chất giọng. Cho nên là Thùy Vân rất là mong muốn nếu mà quý vị ở ngoài kia mà quý vị đam mê ca nhạc thì quý vị cũng nên nghe nhiều loại nhạc để cho cái tâm hồn mình nó phong phú hơn, con tim mình nó có nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Riêng bản thân Thùy Vân thì chắc chắn là cũng sẽ ủng hộ em. Nếu như mà quý vị ngoài kia có nghe được cái buổi trò chuyện này, quý vị hãy ủng hộ cho em gái dễ thương này nhé. Bây giờ chúng ta trở lại với cái kỷ niệm mà chị làm MC cho cái cuộc thi mà em thi Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới. Cái lý do nào mà đã thúc đẩy em đi dự thi, và những cái
những cái buồn vui và những cái gì mà đã cho em học được qua cái cuộc thi này? Em chỉ thích đi hát thôi, em cũng không có thích về bên thi hoa hậu, nhưng mà em biết anh Chánh cũng rất là lâu, biết là từ lúc hát trong trung tâm Đỗ Thanh lâu lắm rồi. Đúng rồi. Ồ, trung tâm Tình là đã biết anh Chánh rồi. Đúng rồi, Chánh có hát cho Tình. Dạ, thì lúc đó em hát cho bên anh Đỗ Thanh thì có gặp anh Chánh, rồi sau đó anh Chánh mới ra mở trung tâm riêng. Thì mấy năm về trước anh Chánh cũng có hay nói chuyện với em trên Facebook, cứ nói Nhi em đi thi hoa hậu đi. Cái em nói thôi anh Chánh ơi, em thì hát thì được chứ em không có thi được đâu, tại vì em thích hát thôi chứ em không có thích đi đứng đồ này nọ, cái đó tập em nghĩ em không có khiếu đó. Thì ảnh cứ kêu hoài từ năm này sang năm kia mà em cũng không chịu. Thì cũng là đồng thời lại nhà này chị là mẹ của em á, em nói mẹ anh Chánh á, ảnh cứ kêu con đi thi hoa hậu mà con không có chịu. Mà cái mẹ em á, mẹ em khuyến khích em á, mẹ em kêu đi thi đi, còn trẻ mà bây giờ đi thi đi cho vui. She muốn em làm những cái chuyện đó. Cái sau em nói em cũng suy nghĩ tới suy nghĩ luôn, coi như em vì mẹ em á, giống như mẹ nói thôi mẹ kêu em đi thi đi, mẹ ủng hộ em hết, nếu mà cần cái gì là mẹ ủng hộ hết, tiền hay là gì, everything. Cái em nói ok vậy đi thi. Như vậy là chị phải chúc mừng em. Thật sự ra thì Thùy Vân cũng chia sẻ với tất cả quý vị và riêng với cá nhân Tuyết Nhi, thật sự ra gần đây thì quý vị hay hỏi Thùy Vân, bởi vì Thùy Vân là một trong những người MC cho những cuộc thi hoa hậu, thì hay nói là Thùy Vân ơi, tại sao dạo này nhiều cuộc thi thế, chắc mai mốt ai cũng là hoa hậu. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự quý vị, nếu chúng ta là người phụ nữ, Thùy Vân cũng biết là khi mà Thùy Vân làm MC trong các chương trình hoa hậu thì nó có rất là nhiều cái category, có nhiều cái loại cái giải khác nhau. Có những giải là phụ nữ rồi thiếu nữ rồi hoa hậu quý bà, hoa hậu doanh nhân. Đây là những cái danh hiệu thật sự ra nó tùy ở nơi cái người mình nhìn nó. Tuy nhiên đối với cái người phụ nữ dự thi thì Vân nghĩ rằng họ cảm thấy là họ có những cái người khi họ còn trẻ, như Thuyết Nhi nói, chúng ta cũng muốn đem cái đẹp của mình để mình không phải là thi thố để hơn thua, nhưng mà mình có một cái kỷ niệm, hoặc là để cho gia đình cha mẹ mình cũng hãnh diện về mình đó, và học hỏi từ những người bạn qua cái cuộc thi đó. Tuy nhiên cũng có những người khi mà còn trẻ thì bận bịu hoặc là không có khả năng tài chính, không có khả năng gì đó. Thì đến khi người ta lập gia đình rồi, hoặc là đôi khi ly dị rồi và có cả có con rồi, thì lúc đó người ta mới có thời gian cho mình và mới cảm thấy thôi, hay là bây giờ tôi làm những cái gì mà ngày xưa tôi mong muốn mà tôi làm không được. Thì đó, có những cái cuộc thi hoa hậu phụ nữ, hoa hậu phu nhân, hoa hậu phu nhân thành đạt, vân vân và vân vân, thì chúng ta nên ủng hộ hơn là chúng ta chỉ trích, bởi vì rằng là đây là một trong những cái điều mà chúng ta tôn vinh cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung, đúng không em? Dạ. Như vậy thì trở lại câu hỏi là trong khi mà em thi như vậy, em học hỏi được gì từ cái cuộc thi đối với những người bạn xung quanh, và khi em đi đứng như vậy thì em cảm thấy là em rất là, khi mà vô đó thi á, thì em cũng vui là biết được rất là nhiều người bạn từ mấy cái tiểu bang khác đến, thì họ cũng rất là dễ thương chị Vân. Và cái này thì nó khác bên về mình đi hát, thì là lúc mà đi đứng rồi chị Vân, mình phải tập đi làm sao đi tới đi lui, mà em nói nha, nó khổ rồi, khổ, cứ đi tới đi lui mà đi hoài mà đi không xong, cứ tập coi như gần cả nửa ngày á chị. Rồi thì em thấy thì cũng thấy vui vui. Rồi nhiều khi người ta thi hoa á hậu xong thì được đi làm từ thiện, em cũng thích đi cái có đó đi làm là cái từ thiện. Ý nghĩa sâu xa của một cuộc thi hoa hậu, ngoài kiếm ra được những cái người tượng trưng cho nét đẹp về bên ngoài, mà cũng là những cái nét đẹp tâm hồn, là phải biết chia sẻ, biết yêu thương, và chính vì cái điều đó cho nên là em được cái vinh dự là một trong những người sau khi thắng cuộc thì chúng ta chia sẻ những cái gì mà chúng ta có cho. Hey, em có về Việt Nam không? Dạ không, em có làm từ thiện ở Santa Ana đi với anh Santa Chánh. Ana. Thì lúc đó em nhận được cái giải á hậu, và em có cảm thấy là mẹ hãnh diện cho mẹ chưa, mẹ hài lòng chưa rồi?
À, mẹ em vui lắm, tại em đậu giải rồi, cái nhiều khi bạn của mẹ em ở bên đó đó nói Tuyết Nhi được đậu Á hậu này nọ, cái mẹ thấy mẹ cũng vui, cái em mới nói con không có thi, mà tại vì con thi cái này là tại vì vì mẹ kêu con đó. Em cũng có nói với anh Chánh là mẹ em xúi em đi thi. Nhưng mà mình là một cái người phụ nữ thì Vân cũng khuyến khích rằng là nếu mà em ngoài là trả hiếu cho mẹ, cho mẹ vui, nhưng mà em cũng phải nên hãnh diện về mình không cần biết là mình Á hậu hay là Hoa hậu, hay thậm chí mình không có một cái giải gì đó, nhưng mà Thùy Vân cảm thấy là đi thi một cuộc thi để cho mình có cái tự tin, để mình học cách đứng, cách đi, cách ăn nói. Bởi vì chị nhớ là mình cũng phải thi ứng xử nữa. Nên là khi mà mình có những cái câu hỏi, mình nghe cái câu trả lời của những người bạn mình, và mình phải suy nghĩ câu trả lời cho mình. Và khi mà đứng trước bao nhiêu ngàn khán giả và đứng trước bao nhiêu ban giám khảo, thì cái sự rung cảm xúc đó nó khác, và mình cần cái sự tự tin. Cho nên đó là một cái cuộc trải nghiệm rất là lý thú, đúng không em? Dạ đúng. Em cũng nghĩ là em cũng nên khuyến khích những bạn mà trẻ đó, mà nếu mà muốn đi thi Hoa hậu thì cứ tự tin đi thi. Tại vì em nghĩ là mỗi người phụ nữ có một cái nét đẹp khác nhau. Đúng cho nên rồi. Dạ. Mà cho dù mình không thắng được cái giải nào, cái thắng là mình thắng chính mình. Đó là cái điều mình nên làm, đúng không em? Dạ. Trong cái CD này thì Thùy Vân thấy có cái bài Áo mới Cà Mau. Thùy Vân rất là thích. Mà hình như là có rất là nhiều người đã hát lại cái bài hát này của nhạc sĩ Thanh Sơn. Thì sau đây Thùy Vân cũng xin quý vị cùng xem phần trình diễn của nữ ca sĩ Tuyết Nhi với nhạc phẩm Áo mới Cà Mau.
xinh lá hoa điểm tô trời xuân, chúng mình về dung nắng cao cùng lắng nghe khúc ca bình minh, tiếng hò dịu dàng xa đưa dòng sông nước trôi sóng xô công lò, đêm chúng mình giả từ cùng nhau lưu luyến bao tình cung trời cả. Soạn đẹp hơn Cà Mau, đường đi không khó mà chỉ khó có sông Văn Đò. Em đứng mình ên môn hương, duyên dáng mời khanh là ngàn phương. Cà Mau mặn thêm ao mới, về Cà Mau là thấy là thân.